Can vua bỏ rượu. Vua Cảnh Công nước Tề hay uống rượu, có bận say luôn mấy đêm ngày, sao lãng cả việc nước. Huyền Trương Can nói, nhà vua uống rượu say sưa như thế, hạ thần xin can. Nhà vua không nghe, hạ thần xin tự tận. Ngay lúc ấy án tử vào yết kiến vua, vua bảo, Huyền Trương Can ta bỏ rượu, không thì y tự tận. Nếu ta nghe thì hóa ra non, lỡ Huyền Trương chết thì cũng đáng tiếc. Án tử nói, may lắm, may Huyền Trương gặp được nhà vua, chớ như vua Kiệt, vua Trụ thì chết mất rồi, còn đâu sống được đến bây giờ nữa. Cảnh Công nghe nói tỉnh ngộ, từ hôm đó chừa rượu.